Bộ phim Thần Thám Địch Nhân Kiệt, tập 3. Sát tử, ngươi ở lại đây giám sát hộ bổ đầu, để ý xem hắn đi gặp gỡ những ai. Ta nghĩ là trong chuyện này hắn chỉ là con tốt, đứng sau hắn phải là kẻ máu mặt. Ta lập tức về kinh thành xin thánh chỉ của hoàng thượng, đưa vụ án ra xử công khai. Cái gì? Địch Nhân Kiệt hồi cung à? Hắn vừa mới đi. Vậy còn tên đạo tặc kia, hắn còn ở Thái An, hình như giám sát bị dứt hay gì. Tốt lắm, bây giờ là lúc chúng ta phải ra tay. Địch Nhân Kiệt nghĩ muốn chứng cứ chứ gì. Chúng ta sẽ chuẩn bị đầy đủ chứng cứ cho hắn. Sát thủ huynh, Địch đại nhân đâu rồi? Địch đại nhân nhận được tin báo con trai của ngài bị bệnh nên quay về thăm con rồi. Vậy hả? Hồ bổ đầu có việc gì vậy? Có phải bắt được hung thủ không? Đúng vậy, bị chức đã truy ra được hung thủ giết người. Hung thủ là ai? Tên họ của hắn là gì bị chức chân chưa rõ. Bị chức chỉ biết hắn là người từ Kinh Thành tới thôi. Kinh Thành? Bây giờ hắn đang ở đâu? Theo bị chức điều tra, hắn biết Địch đại nhân đã phát hiện ra thi thể, cố tình đi tới Thái An để tiêu hủy bằng chứng. Hắn đang ở đâu vậy? Hắn ở... Thôi chết rồi. Mày đâu? Mau bắt lấy hắn. Đi đi. Còn muốn chạy hả? Nói cho người hay, hòa thượng chạy được nhưng miếu không chạy được. Ngươi chạy được, còn Địch Nhân Kiệt không chạy được. Lý tướng quân. Địch đại nhân, xin Lý tướng quân bẩm báo một tiếng, nói là Địch Nhân Kiệt xin gặp hoàng thượng. Địch đại nhân, tôi nghĩ không cần nữa đâu. Tại sao vậy? Mấy ngày qua không ít người đỡ lời cho thái tử Lý Hiền, hoàng thượng không gặp ai hết. Sao tướng quân biết tôi đến để đỡ lời cho thái tử? Địch đại nhân, hoàng thượng vừa hạ chỉ, ai còn cầu xin cho thái tử Lý Hiền, giết không tha cho ai hết, không loại trừ một trường hợp nào. Bảo cho Lý tướng quân biết, vụ án Thái An đã tìm ra manh mối rồi. Nếu cho tôi thêm chút thời gian, tôi sẽ điều tra tới nơi tới chốn. Ngài đến Thái An rồi. Hiện giờ đã có nhiều chứng cứ cho thấy thái tử Lý Hiền là người vô tội. Vì vậy ngài hãy báo giúp tôi một tiếng. Địch đại nhân, thứ lỗi tôi không thể giúp được.
tướng quân lại đây. Địch đại nhân muốn hỏi gì? Tôi nghe nói vụ thái tử cất giấu binh khí, chính tướng quân là người tìm ra sao? Chuyện này đâu phải bí mật gì. Binh khí được giấu ở một nơi kín đáo như tầng hầm vậy, làm thế nào mà tướng quân phát hiện ra? Người của phủ Thái An giúp tôi tìm ra. Nếu không có những cánh hoa rơi dương dãi, tôi cũng không tìm ra được tầng hầm cất vũ khí. Tôi đã hiểu rồi. Đi tướng quân, tôi cần phải gặp hoàng thượng ngay. Địch đại nhân, hoàng thượng đang rất suy sụp rồi, nhắc đến chuyện Thái An thì người sẽ nổi giận đó. Nhưng tôi cần thánh chỉ để đi bắt người. Bắt ai? Hồ Phụng Sơn. Hoàng thượng có chỉ cho địch nhân kiệt vào thư phòng tiếp kiến. Thần địch nhân kiệt tuân chỉ. Thần địch nhân kiệt khấu kiến hoàng thượng vạn tuế. Địch nhân kiệt, trẫm nghe nói là khanh một mực đòi cầu kiến, định nói đỡ lời cho thái tử có phải không? Bẩm hoàng thượng. Địch nhân kiệt, trẫm còn nhớ khanh luôn chủ trương thiên tử phạm pháp xử như thứ dân. Bẩm hoàng thượng, đúng là thần chủ trương thiên tử phạm pháp sẽ xử như thứ dân, nhưng mong hoàng thượng tha tội. Vụ án Thái An lần này có nhiều nghi điểm, thần cầu xin hoàng thượng hạ chỉ cho thần điều tra. Lý Hiền khi quân tạo phản, nhân chứng vật chứng rõ ràng, còn gì phải điều tra nữa? Hoàng thượng, thần đã tới Thái An điều tra nhiều ngày, bước đầu đã tìm ra manh mối. Nếu cho thần thêm một chút thời gian, thần nhất định sẽ làm sáng tỏ chuyện này. Khanh đến Thái An điều tra rồi sao? Dạ. Ai cho phép khanh đi? Thần đúng lúc đi du ngoạn Thái An, trên đường nghe đồn về vụ án nên tiện thể thần tìm hiểu luôn. Địch nhân kiệt, khanh biết rõ luật pháp đại đường hơn ai hết mà. Khanh điều tra không có thánh chỉ, có biết tội gì không? Dạ, tội khi quân. Nói vậy là khanh biết tội của mình nhưng vẫn phạm tội à? Hoàng thượng, vụ án Thái An tuy liên quan tới hoàng thất nhưng lại ảnh hưởng tới thiên hạ. Thần cho rằng khi vụ việc còn chưa được điều tra rõ mà phán đoán qua loa như vậy thực sự không ổn. Địch nhân kiệt, có thần. Khanh đã điều tra được gì? Thần điều tra ra Hồ Phụng Sơn bổ độc của Thái An có liên quan rất lớn đến vụ án này. Khởi bẩm hoàng thượng, binh bộ thượng thư Trương Quang Bật có việc cầu kiến, hiện đang đợi ở ngoài thư phòng. Cho hắn ta vào. Hoàng thượng có chỉ Trương Quang Bật vào tiếp kiến. Thần Trương Quang Bật khấu kiến hoàng thượng. Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Trương Ái Khanh, khanh cần gặp trẫm gấp như vậy, có chuyện gì không? Phòng vệ Thái An ngàn dặm cấp báo. Nói. Phòng vệ Thái An phụng chỉ trước khi tân tri phủ nhậm chức, tạm thời duy trì ở trị an Thái An. Phát hiện có kẻ hoạt động bí mật tại đây, lấy cớ điều tra án, can thiệp công đường, phá hủy bằng chứng, giết người vô tội. Rõ ràng chúng câu kết với kẻ gian. Kẻ đó là ai? Là địch đại nhân và thuộc hạ ngài. Dừng tấu chương xem. Địch nhân kiệt, người thấy chưa?
Khai bẩm hoàng thượng, đúng là thần có điều tra vụ án, nhưng mà thần không can thiệp gì tới công đường, cũng đừng nói đến chuyện tiêu hủy bằng chứng, giết người diệt khẩu. Mong hoàng thượng minh xét. Địch đại nhân, không đúng rồi. Phòng vệ Thái An điều tra rất rõ ràng. Từ sau khi ngài tới phủ Thái An, ít nhất có khoảng 15 người bị mất mạng. 15 người sao? Rõ ràng là 14 người. Và mỗi người trong tay đều có lệnh bài của Lan Nha Dư. Sắc tử là người nào vậy? Là thuộc hạ của tôi. Hắn giết chết Hồ Phụng Sơn, bổ đầu Thái An bị bắt quả tang. Việc này ngươi giải thích sau đi. Hồ Phụng Sơn chết rồi sao? Phòng vệ Thái An báo cáo hắn ta bị thuộc hạ của ngài giết. Nhân chứng vật chứng rõ ràng. Địch Nhân Kiệt, ngươi không có thánh chỉ mà tự ý tới Thái An điều tra. Tội ngươi là tội khi quân. Thuộc hạ của ngươi là giết chết bổ đầu của Thái An. Người ta đang kỵ ngươi tội tạo phản, giết người diệt khẩu. Ngươi giải thích làm sao đi. Thần hiểu rõ. Có người biết trước là thần sẽ đi đến Thái An. Vì vậy đã gài bẫy chuẩn bị hại thần. Người đâu? Tạm giam Địch Nhân Kiệt ở trong phủ, chờ ngài xét xử. Có người không chỉ biết Trương Giản Chi báo tin cho ta, mà còn biết Địch Nhân Kiệt ta nhất định sẽ đi Thái An điều tra vụ án. Ngay từ đầu họ đã cài bẫy sẵn cho ta rồi, dụ dỗ ta từng bước một đi vào con đường mà họ đã vạch ra. Người mà họ muốn hại không chỉ có Thái tử, Quách Tương Thành, Trương Giản Chi, mà ngay cả Địch Nhân Kiệt ta họ cũng không định bỏ qua. Tất cả đầu mối ta tìm được thực ra chỉ là cái thòng lọng của ta, là chứng cứ muốn dồn ta vào chỗ chết. Xem ra họ không chỉ hiểu ta là người hay lo việc người khác, mà cả thói quen phá án của ta cũng rõ như lòng bàn tay. Những gì mà họ đã cho ta làm không phải là giải oan cho Thái tử, mà là giúp Thái tử có tội tiêu hủy chứng cứ. Thông minh. Họ thông minh lắm. Tướng quân, phạm nhân chạy mất rồi. Cái gì? Ngươi canh chừng sao vậy? Sao lại để phạm nhân chạy thoát? Lập tức quay lại kinh thành bẩm báo với Trương đại nhân. Rõ. Ai? Đại nhân. Sắc tử. Sắc tử, không phải ngươi bị bắt rồi sao? Sao lại chạy ra đây? Chỉ dựa vào mấy tên lính tốt đó thì làm sao có thể bắt được tại hạ? Nè, ngồi đi, ngồi đi. À, đại nhân, người quên trước đây tại hạ từng làm gì sao? Đêm nay bọn chúng ở trong thị trấn Liễu Lâm, tôi nhân lúc chúng sơ hở lén lút chuồn ra ngoài. Đại nhân, tại hạ không có giết Hồ Phụng Sơn. Việc đó còn phải nói. Thủ phạm giết hắn không chỉ có khinh công lợi hại, ngay cả thuật ám khí cũng không kém gì tại hạ. Tôi cảm thấy lần này chúng ta đến phủ Thái An là chúng ta tự lao đầu vào bẫy rồi. Người nói không sai. Bọn họ đúng là muốn hãm hại ta. Hảo huynh đệ, ta đã liên lụy tới ngươi rồi. Sao đại nhân lại nói vậy? Sắc tử được đi theo đại nhân chính là phúc đức của sắc tử. Chạy sao? Chạy thì càng tốt. Hả? Vậy thì càng chứng minh Địch Nhân Kiệt có thực giật mình. Nhưng mà một tên đạo tặc giang hồ không có nguy hiểm gì cho chúng ta, nhưng mà hắn trốn đi thì Địch Nhân Kiệt coi như là tiêu đời. Đại nhân, tại hạ chỉ biết nhiêu đây, xin cáo từ. Nè, đi đâu vậy? Quay về thị trấn Liễu Lâm tiếp tục làm nghi phạm giết người. Làm vậy không được. Sắc tử, nếu như ngươi đã trốn đi rồi
thì đừng quay lại đây nữa. Vậy đi, ngươi đi đi, đi càng xa càng tốt. Ta sẽ chuẩn bị tiền cho ngươi. Đại nhân, sao đại nhân lại nói như vậy chứ? Sắc tử đâu phải là hạng người ham sống sợ chết. Sắc tử? Đại nhân, nghe tôi nói, trên thế gian này có thể thiếu sắc tử, nhưng tuyệt đối không thể thiếu địch đại nhân Địch Nhân Kiệt. Tôi đi đây. Nè, ta nói cho ngươi nghe, dù gì cũng không được quay lại đây đó. Đại nhân, nếu như tại hạ không về thì đại nhân sẽ gặp nhiều phiền toái. Đại nhân bảo trọng. Nè, sắc tử. Gì vậy? Đại đó, có chuyện gì vậy? Sao kỳ lạ vậy? Mới về nó chạy rồi. Chưa từng thấy. Thấy chạy rồi mà. Sao quay lại nữa? Có mua đồ gì không ta? Sức cuộc là sao? Bởi vậy không hiểu. Cẩn thận nha. Không hiểu nổi luôn á. Chuyện này không đơn giản đâu. Lạ. Quân cẩn thận đó. Hắn chạy rồi mà. Là sao đấy? Sao quay lại đây nữa? Ủa, tới bữa ăn rồi sao? Hoàng thượng, thần thiếp cảm thấy trong chuyện này có nhiều quẩn khúc. Địch Nhân Kiệt nói là đi Thái An điều tra vụ án, nhưng mà phòng vệ Thái An nói hắn đến đó để giết người diệt khẩu. Thuộc hạ của hắn giết bổ đầu của Thái An, bị bắt quả tang tại chỗ. Chuyện đó có thể sai được sao? Lùi xuống. Dạ. Nàng xem cái này đi. Đây là những lời khai của bổ đầu Thái An viết ra đó. Chứng thực 14 người liên quan đến vụ án này cũng đã bị giết chết. Thủ phạm giết họ chính là thuộc hạ của Địch Nhân Kiệt. Vậy tại sao Địch Nhân Kiệt lại đi đến Thái An chứ? Hắn nói đi du ngoạn Thái Sơn, sau khi biết chuyện nên tiện đường ở phủ Thái An điều tra vụ án luôn. Rõ ràng là đang nói láo trẫm mà. Trẫm đã nhận được tấu chương, hắn không phải tiện đường mà là nhận được thư của Trương Giản Chi, cố tình đi tới Thái An. Điều tra không thánh chỉ, hắn làm vậy là phạm tội khi quân. Hoàng thượng, thần thiếp nghĩ rằng phạm tội khi quân, khi điều tra mà chưa nhận được thánh chỉ, có lẽ nên sửa đi. Quân lính chinh chiến ở ngoài sa trường cũng có ngoại lệ trong việc này. Hà cớ chi điều tra thì nhất định phải nhận được thánh chỉ chứ. Nếu như gặp phải việc gấp còn phải về kinh xin thánh chỉ, để lỡ thời cơ thì không nói, e rằng mọi việc sẽ còn phức tạp và khó giải quyết hơn nữa. Giả lại, Địch Nhân Kiệt đã lập được công lớn trong vụ án Giang Nam, hoàng thượng đặc biệt chuẩn cho hắn về quê nghỉ ngơi mà. Thái An xảy ra vụ án lớn như vậy, không có liên quan đến hắn. Hắn hoàn toàn có thể giả bộ làm ngơ coi như là không biết. Vậy mà hắn không ngại mang tội, biết rõ sẽ mang tội khi quân, vẫn cất công đi Thái An điều tra rõ chuyện này. Rốt cuộc làm vậy là vì cái gì chứ? Đành rằng việc Trương Giản Chi thỉnh cầu hắn đi điều tra là có thật, nhưng mà nghi can vụ án là Lý Hiền, hoàng nhi của chúng ta. Hoàng thượng ban chiếu, tức đi chức vị thái tử của Lý Hiền áp giải tới phủ thành đô Quảng Thúc. Quách Tương Thành, Trương Giản Chi lơ là thất trách cũng sẽ bị xử tội. Niệm tình hai người là công thần trong triều, có công với xã tắc này sẽ xử nhẹ tội, giáng Quách Tương Thành xuống quách tam phẩm ở lại trong triều. Trương Giản Chi giáng xuống làm tri phủ ngũ phẩm, phái đi phủ thành đô phụ trách giám quản Lý Hiền. Địch Nhân Kiệt điều tra không thánh chỉ, phạm tội khi quân, theo luật chém đầu. Xét gì có công với xã tắc, nay ngoại lệ khai ân, miễn cho tội chết, giáng xuống thất phẩm. Lập tức rời kinh đi tới Bắc Châu nhậm chức khâm thử. Thần lĩnh chỉ tạ ơn. 5 năm sau, công nguyên năm 684, Đường Cao Tông, Lý Trị Băng Hà, Lý Đáng kế vị, dư luận dấy lên đòi lập lại vụ án Lý Hiền. Quan triều Đại Đường một lần nữa lại chao đảo vì chuyện này. Hoàng Thái hậu Võ Tắc Thiên
tuyên chiếu khôi phục chức quan cho Địch Nhân Kiệt. Địch Nhân Kiệt cùng con trai út là Địch Quang Diễn về kinh lĩnh chiếu. Điều khiến ông không thể ngờ là vụ án quan vào 5 năm trước bây giờ được điều tra lại. Thần Địch Nhân Kiệt khấu kiến Thái hậu Thiên Tuế. Địch Ái Khanh mau bình thân. Tạ ơn Thái hậu. Địch Ái Khanh. Có thần. Mấy năm không gặp, sức khỏe của Khanh vẫn ổn chứ? Nhờ hồng phúc của Thái hậu, thần vẫn khỏe. Thái hậu gọi thần vào cung, không biết là có việc gì. Địch Ái Khanh, Khanh đừng có làm bộ với ai gia. Khanh hãy xem cái này đi. Bản tấu chương thế này, ai gia không chỉ nhận được một lần đâu. Họ cầu xin ai gia khôi phục danh phận của Thái tử Lý Hiền, đón Lý Hiền về kinh, để Lý Hiền vào ở trong cung Thái tử. Địch Ái Khanh, ý của Khanh như thế nào? Bẩm Thái hậu, thần cũng có một bản tấu chương, xin Thái hậu xem qua. Trình lên đây. Khanh viết cái này à? Bẩm Thái hậu, thần vừa mới về kinh, không có gì làm, chỉ là viết một vài dòng để cho vui thôi, mong Thái hậu chỉ bảo. Địch Nhân Kiệt, bao năm qua rồi, sao không thấy Khanh tiến bộ hơn vậy? Thần ngu muội, quả thật không biết phải nói sao. Địch Nhân Kiệt à, Khanh làm quan nhiều năm, đây là lần đầu Khanh dâng cho ai gia một bản tấu chương gian dở nhưng lại có rất nhiều hàm ý trong đó, được ai gia chấp nhận. Người đâu, mang cái này đi đóng khung rồi treo lên đi. Thần không dám đâu, tạ ơn Thái hậu. Vậy thần xin phép cáo lui. Quay lại. Thái hậu còn gì chỉ bảo thần? Khanh không muốn nói lời thật lòng sao? Bẩm Thái hậu, lời thật lòng của thần, thần đã viết trong tấu chương rồi. Không dám nói thẳng thì không phải là tính cách của Địch Nhân Kiệt Khanh. Khanh là lão thần của Tiên Hoàng, lại còn là đồng hương gần gũi với ai gia, có chuyện gì không thể nói rõ được mà phải viết vào đây để né tránh chứ? Bẩm Thái hậu, thần không phải né tránh. Thần nghĩ câu nói của thánh nhân rất hay, cái gì trực tiếp nhất thì xác thực nhất và có sức thuyết phục nhất. Hay cho câu dĩ hòa di quý, ý thánh nhân nói như thế nào ai gia cũng biết, nhưng ý của Địch Nhân Kiệt là như thế nào ai gia còn phải cân nhắc kỹ và xem xét lại. Phải chăng Khanh cũng muốn ai gia đón Thái tử Lý Hiền về đây? Bẩm Thái hậu, thần nghĩ khôi phục lại danh phận cho Thái tử chỉ là thứ yếu. Ai gia hiểu rõ ý của Khanh, nhưng ai gia cũng có khó khăn của ai gia. Vụ án Phủ Thái An là do đích thân Tiên Hoàng quyết định. Người mới mất chưa bao lâu, sao ai gia dám làm trái ý của người chứ? Thần nghĩ không có gì lớn lao cả. Tuy rằng người là Thái hậu, nhưng đồng thời cũng là mẫu thân. Nhớ nhung con cái đó là chuyện phải lẽ, chỉ là một chữ hòa thôi. Gia đình dĩ hòa di quý, thiên hạ lại càng dĩ hòa di quý. Nếu gia hòa thì trên dưới đều thuận, gia hòa vạn sự hưng, thiên hạ hòa, bá tánh sẽ an lạc, muôn dân sẽ được an sinh. Cũng là ba chữ đó. Qua cách nói và cách viết của Địch Nhân Kiệt, sắc thái ý nghĩa sâu sắc hoàn toàn khác người, và còn khiến cho người ta cảm động. Người đâu, lệnh cho Lý Đa Tộ tức tốc đến phủ Thành Đô đón Lý Hiền về kinh. Chà.
cha. Sao cha không tránh đi? Tại sao ta phải tránh đi chứ? Bởi vì con là thích khách. Thích khách? Sao ta không nhìn thấy vậy? Ta chưa bao giờ gặp thích khách thấp hơn cả mặt bàn nữa. Thiệt tình, chơi với cha chán thiệt. Đứng lại. Hôm nay đã học bài thuộc chưa? Còn nữa, viết được mấy trang giấy rồi? Cha, con không thích học văn. Cha hãy cho con học võ đi. Ta đã bao giờ cấm con học võ đâu. Nhưng mà con phải học cả văn nữa. Dốt nát vô dụng thì võ công cao cường sau này cũng chỉ là tên lỗ mãn. Đưa kiếm cho ta. Đừng để ta nói lần thứ hai đó. Quan Diễn, con nghe đây. Kể từ hôm nay, bài vở của con hàng ngày ta sẽ đi kiểm tra. Nếu có một ngày chưa viết xong, con đừng mong luyện võ. Đi đi. Thánh chỉ tới. Trương Giảng Chi tiếp chỉ. Hoàng đế ban chiếu rằng Trương Giảng Chi và Lý Đa Tộ mau hộ tống thái tử Lý Hiền về kinh, lập tức khởi hành, không được chậm trễ. Khâm thử. Thần Trương Giảng Chi lĩnh chỉ. Mời Trương đại nhân đứng dậy. Dạ. Lý tướng quân đi đường đã nhiều ngày, mời tướng quân uống ly trà đã. Trương đại nhân, tôi rất muốn đi thỉnh an với thái tử Lý Hiền. Ngài đi đường nhiều ngày như vậy, uống ly trà cũng được mà phải không? Mời. Lý tướng quân à, thái tử Lý Hiền bị giam lỏng ở thành đô nhiều năm, sao bốn chân hoàng thượng lại muốn đưa thái tử trở về vậy? Hoàng thượng không nói rõ, thần cũng đâu dám hỏi nhiều. Đây là ý của hoàng thượng hay là của thái hậu vậy? Trương đại nhân, sao biết mà vẫn còn hỏi nữa? Phải. Lý tướng quân mời vào trong uống trà. Mời. 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 Trương đại nhân, dung viên có tổng cộng bao nhiêu hộ vệ? Hộ vệ? Còn hộ vệ như vậy không hợp trò lắm. Chỉ là lính canh gác mà thôi. Ngày chỉ 10 người, đêm tăng gấp đôi. Tổng cộng chỉ có khoảng 20 mấy người. Lý tướng quân, nếu thật sự có kẻ âm mưu nhắm vào thái tử, dù tôi có huy động 200 người cũng vừa vừa ít. Lập tức mở cửa. Dạ. Lý tướng quân, xin mời. Mời. Trương đại nhân, sao ngài có thể đối xử với thái tử như vậy được? Đây là ý thái tử muốn vậy. Người nói nếu đó là chịu tội thì phải ra dáng chịu tội. Kể từ khi thái tử được dẫn tới phủ thành đô thì bộ dạng luôn như vậy, toàn ăn những thứ cơm canh đạm bạc. Hàng ngày ngoài việc chăm sóc hoa cỏ ở ngoài giường thì thời gian còn lại chính là ngồi ở đây kiểm điểm bản thân. Thần Lý Đa Tộ tham kiến thái tử điện hạ. Ta không còn là thái tử, hay gọi ta là Lý Hiền. Thái tử? Ta đã nói rồi, ta không phải là thái tử. Lý tướng quân không ở kinh thành bảo vệ hoàng thượng và thái hậu sao, mà đến thành đô có việc gì? Thái tử điện hạ, Lý tướng quân phụng mệnh của hoàng thượng tới đây đón thái tử hồi kinh. Đón ta? Phải, đúng là vậy. Thái hậu nhớ nhung thái tử nên sai thần tới đón.
Trương đại nhân, xe tù đã chuẩn bị xong chưa? Xe tù à? Ngài cần xe tù để làm gì? Lý Hiền đang kiểm điểm và đang có tội. Không ngồi xe tù, chẳng lẽ ngồi kiệu tám người khiêng sao? Thái tử cả nghĩ rồi, hoàng thượng không có ý gì hết. Thái tử là người như vậy, tinh thần hoảng hốt. Và bẩm thái tử, tất cả đã chuẩn bị xong xuôi hết rồi. Người đâu? Có bị chức. Lập tức gọi Ngự Lâm quân canh phòng thay cho đội hộ vệ ở đây. Tuân lệnh. Xin Trương đại nhân thứ lỗi cho chúng tôi mới phải. Không phải tôi không tin con người Trương đại nhân, mà là bởi vì Lê Tương Quân đã có nhiệm vụ phải làm. Không sao hết, không sao hết. Đại Tương Quân vào trong rồi hẳn nói. Dạ. Người lâm quân của Lý Đa Tổ đã tới đây vào lúc xế chiều. Nhưng khi nào họ sẽ đưa người đi vẫn chưa rõ. Nhưng Dung Viên đã đổi thành người lâm quân canh giữ hết rồi. Những gì cần chuẩn bị đã chuẩn bị xong chưa? Đã chuẩn bị xong. Hành động theo đúng kế hoạch. Dạ đó. Đại Tướng Quân, chúng ta có thể hành động rồi. Các người là ai? Dạ bẩm tướng quân, chúng tôi phụng mệnh của Trương đại nhân đem cơm tối tới đây. Để cơm tối lại rồi quay về hết đi. Trương đại nhân đã dặn tiểu nhân nhất định phải chính tay giao cơm tối cho Lý tướng quân. Bổn tướng quân phụng mệnh của Lý tướng quân đứng đợi cơm tối tại đây, cứ để đó đi. Thái tử, người đừng ra ngoài nhé. Cái gì? Dung Viên phát hiện có thích khách à? Dạ phải. Là người nào vậy? Là người mà chúng ta sai đi đưa cơm tối. Lý Tướng Quân, Lý Tướng Quân, thái tử đang ở đâu vậy? Lý Tướng Quân, tại sao ngài im lặng như vậy? Ngài, ngài làm vậy ý là sao? Thái tử Lý Hiền đang ở đâu? Tôi đã giao thái tử cho tướng quân và Ngự Lâm quân bảo vệ rồi mà, sao bây giờ tướng quân lại hỏi tôi chứ? Trương đại nhân, xưa nay tôi rất là nể trọng ngài, sao ngài lại hại tôi chứ? Lý Tướng Quân à, sao tôi càng nghe càng khó hiểu vậy? Lẽ nào thái tử Lý Hiền bị hại thì tôi không bị trách nhiệm hay sao? Nhưng đám thích khách là những người ngài sai mang cơm tối tới. Là mạo danh tôi. Chúng mạo danh đó tướng quân không hiểu sao? Tướng quân còn đứng đó làm cái gì?
Khi đó tôi chỉ để ý cửa trước. Tôi đã cho người đuổi theo rồi, nhưng tới giờ vẫn chưa có tin tức gì. Lý Tương Quân cứ yên tâm, tôi đã sắp xếp rất nhiều lính canh, canh phòng cẩn mật tất cả ngã đường. Bọn thích khách đó không thể nào thoát được đâu. Điều tôi lo lắng là dù có bắt được thích khách, e thái tử cũng chỉ còn lại cái xác thôi. Trương đại nhân, tôi bôi nhỏ hoàng lệnh, giờ không còn mặt mũi gì kinh. Làm phiền ngài đưa thủ cấp của tôi về tạ tội với hoàng thượng và thái hậu. Dừng tay! Không nghĩ cách làm sao cứu người, mai chỗ nghĩ tới việc tội dẫn sao? Thật xấu hổ là thống lĩnh Ngự Lâm quân mà, có một chút gì con cũng không chịu được rồi. Tìm thấy rồi, tìm thấy rồi, tìm thấy rồi. Thái tử đâu rồi? Giờ người đã ở đâu? Không phải thái tử, mà tìm thấy người mang cơm tối. Bọn họ đã bị cướp rồi. Tranh chữ của danh nhân, hà tất phải treo ba chữ này của địch nhân kiệt ở chỗ này chứ? Nô tài thiết nghĩ bất cứ ai trong hàng lâm viện viết cũng ăn đứt địch nhân kiệt. Thư pháp của địch nhân kiệt đúng là hơi dở, nhưng mà ở trong chữ có cảm giác của chữ viết. Nó không giống như chữ của nhà thư pháp hoặc là người trong viện hàng lâm có thể viết ra được đâu. Thiên địa hòa, quân thần hòa, quan dân hòa. Nếu như thật sự làm được dĩ hòa di quý thì xã tắc sẽ thái bình rồi. Bẩm thái hậu, Võ Thành Tự, Võ đại nhân có việc gấp muốn bẩm báo. Thần Võ Thành Tự khấu kiến thái hậu. Thái hậu thiên tuế, thiên tuế, thiên thiên tuế. Thành Tự à, hớt ha hớt hải như vậy là có chuyện gì sao? Khởi bẩm thái hậu, Lý đa tộ ngàn dặm báo tin thái tử Lý Hiền gặp thích khách. Cái gì? Hiền Nhi? Kẻ nào đã làm chuyện này vậy? Bây giờ vẫn chưa rõ. Đúng là một lũ ăn hại. Người đâu? Có nô tài. Truyền địch nhân kiệt vào cung ngay. Dạ, mời ngài. Sao Khanh không hề lấy làm ngạc nhiên vậy? Xuân gieo hạt, thu vào mùa. Điều gì nên đến thì sẽ đến thôi. Được rồi. Ai gia biết, những ngày vừa qua trong triều có nhiều người tung tin rằng ai gia ta muốn thay đổi mọi thứ, ý đồ thay đổi thiên hạ của đại đường, thậm chí còn muốn loại bỏ thái tử Lý Hiền, lập hoàng tử khác. Nói ai gia giả bộ đưa thái tử về cung, nhưng thực tế là ai gia muốn loại bỏ mối họa. Con trai của ai gia trở thành hậu hoạn của ai gia từ khi nào vậy hả? Thái hậu. Hiền Nhi nhiều năm bị giam lỏng ở phủ thành đô để kiểm điểm lại bản thân. Ai gia muốn đưa nó về đây để mẫu tử đoàn tụ, ai ngờ xảy ra chuyện như vậy. Trương Giản Chi, Lý đa tổ đúng thật là không chỉ hung thủ không bắt được mà thái tử cũng chẳng thấy đâu. Chuyện này thì ai gia chỉ có thể nhờ giả vào Khanh.